Thưa quý vị, một trong những vấn đề gây bức xúc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông hiện nay là các loại xe ô tô hết niên hạn, không đăng ký, đăng kiểm nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động, nhất là tại các vùng nông thôn. Không chỉ đe dọa đến tính mạng con người, mà những chiếc xe hết niên hạn còn là hung thần làm cho các tuyến đường giao thông xuống cấp trầm trọng vì quá khổ, quá tải. Một theo dòng thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về thực trạng nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Không có giấy tờ xe, không có tem kiểm định, kính lái bể. Nhưng chủ xe này vẫn để Trịnh Văn Út lái xe vận chuyển hàng hóa từ Tà Nung lên Đà Lạt tiêu thụ. Nếu lực lượng tuần tra không bắt gặp, thì chiếc xe mang biển số 49H2686 vẫn tung hoành ngang dọc và có thể gây ra tai nạn bất kỳ lúc nào. Được biết, chủ xe tải mang biển số 49H2686 là anh Nguyễn Văn Cường ở xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, mua cách đây hơn một năm với giá khoảng 20 triệu đồng. Đây là phương tiện gần như hết niên hạn sử dụng, không được đăng ký, đăng kiểm. Người điều khiển phương tiện cũng không mang theo bất kỳ một loại giấy tờ nào để chứng minh. Khi gặp lực lượng chức năng, công an thì trốn tránh và viện rất nhiều lý do. Tại vì nó chở ít hàng, không chở xe máy không có được nên là mình lấy mượn ô tô mình chở đỡ. Xe hết đăng kiểm, thấy công an giao thông thì mình phải trốn ra. Xe này không có tem kiểm định là không đủ điều kiện khi lưu thông trên đường. Trường hợp này có thể là hồi nãy là chạy vào ngõ hẻm hay tránh sự kiểm tra của chúng tôi. Rất khó cho việc xử lý. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng, hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 481 xe hết niên hạn đăng kiểm. Trong đó xe tải là 340 chiếc, xe khách 141 chiếc. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, các phương tiện này không được phép lưu hành. Tuy nhiên, trên thực tế, ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, các phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động vận chuyển cát đá, vật liệu xây dựng, thậm chí là chở gỗ lậu. Thủ đoạn để đối phó với lực lượng chức năng, công an là hết sức tinh vi, gần như bỏ luôn cả phương tiện khi bị bắt giữ, bị xử lý. Khi mà lực lượng tuần tra kiểm soát vào các địa bàn thì các đối tượng này thường hay trốn. Thực sự ra những cái xe này là do các cái chủ phương tiện người ta muốn hạ cái giá thành thì người ta thuê các cái phương tiện để giảm khấu cái chi phí đi. Lực lượng chức năng ở cấp xã thì không có cái thẩm quyền để xử lý. Cái vấn đề thứ hai là lực lượng đối với lực lượng chuyên ngành ở huyện thì trong cái vấn đề biên chế con người thì anh em cũng còn khó khăn trong việc mà phân bổ thời gian. Mặc nhiên lưu thông tìm đủ cách để tránh né, lực lượng chức năng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông mà còn đối với chính người điều khiển phương tiện khi sử dụng loại xe đã hết niên hạn không đăng ký đăng kiểm. Mặt khác, đây cũng chính là nguyên nhân làm cho các trục đường xuống cấp rất nhanh chóng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở các địa phương. Những cái xe này thì thường là người ta dạt về vùng sâu vùng xa người ta hoạt động, mà khi hoạt động như thế là dễ gây ra tai nạn giao thông vì cái chất lượng của phương tiện này là không kiểm soát, cũng như là cái định kỳ cái phương tiện này là không được hoạt động nữa, cho nên nó rất là nguy hiểm đến xảy ra đến tình trạng tai nạn giao thông. Các cái phương tiện mà quá khổ, quá tải cũng như là hết niên hạn sử dụng, để làm sao đó là cái bảo đảm vừa là cái an toàn giao thông nhưng mà vừa là bảo đảm cái hệ thống đường xá. Hiện nay thì có thể nói rằng là cái hệ thống đường giao thông của Đơn Dương tuy là được đầu tư nhưng mà con cái là ở một số cái khu vực mà đặc biệt là các cái công trình mà cái đường giao thông mà do người dân đóng góp cho nên là chủ yếu là bê tông, cho nên là cái việc mà hạn chế cái tải trọng ở các cái tuyến đường này là hết sức cần thiết. Theo Nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị tịch thu phương tiện và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Lực lượng cảnh sát giao thông nếu phát hiện xe ô tô hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe ba bánh, bốn bánh tự chế tham gia giao thông trên địa bàn thì sẽ lập biên bản đình chỉ lưu hành xe, tạm giữ giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan cảnh sát giao thông nơi đăng ký xe đó biết để làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Bên cạnh quy định nêu trên thì một nhiệm vụ của chính quyền các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giảm thiểu các phương tiện hết niên hạn lưu thông và thực hiện nghiêm quy định về đăng kiểm của các chủ phương tiện.
Chúng tôi đã là kết hợp với công an các cái địa phương mà cái nơi mà các có chủ xe mà hết niên hạn sử dụng ấy, đã cho là tiến hành là các cái chủ xe là ký cam kết là không lưu hành ngoài đường và cam kết là để bán phế liệu với các xe đấy. Hiện nay là các cái phương tiện mà quá niên hạn sử dụng thì cũng đang là lưu hành một cách là lén lút, và cái này là rất là nguy hiểm. Vì phương tiện nó đã hết niên hạn thì các cái tiêu chuẩn kỹ thuật nó đã giảm, và đặc biệt là cái bộ phận phanh đó, thì từ đó là chúng tôi thấy rằng là cái việc quản lý cái phương tiện này là hết sức cần thiết, và cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo cho các địa phương, các ngành đó, là phải tăng cường cái công tác là quản lý, xử phạt khi phát hiện phương tiện này. Rõ ràng những giải pháp của ngành chức năng công an giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng trong quản lý xe ô tô hết niên hạn không đăng kiểm là rất quyết liệt. Tuy nhiên trên thực tế, số xe mà các địa phương phát hiện, thu giữ và xử lý mỗi năm là rất ít và chỉ dừng lại từ 1 đến 2 xe. Điều này đồng nghĩa với một lượng xe hết niên hạn không đăng kiểm khá lớn vẫn đang tồn tại lưu thông bất chấp quy định pháp luật. Và nếu thực trạng này vẫn tiếp diễn, các phương tiện vẫn mặc nhiên lưu hành, thì rõ ràng vấn đề quản lý xử phạt vẫn còn là kẽ hở mà ngành chức năng cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.